Nếu như cách đây chỉ vài tuần trở về trước, tại một số điểm kinh doanh buôn bán mũ bảo hiểm ở thành phố Đà Lạt, chủ yếu chỉ bày bán các loại mũ bảo hiểm dành cho người lớn, thì nay mặt hàng mũ bảo hiểm dành cho trẻ em tiêu thụ khá nhiều. Sau khi nắm bắt được thông tin, kể từ ngày 10 tháng 4 trở đi, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành xử phạt những trường hợp trẻ em khi ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt. Nhiều bậc phụ huynh đã mua sắm trang bị mũ cho con em mình từ những ngày trước đó. Vừa rồi thì cũng có các lực tuyên truyền mua mũ bảo hiểm cho trẻ em. Thì tôi cũng ý thức được là đội mũ bảo hiểm là để đảm bảo an toàn tính mạng cho con em chúng ta. Nên tôi cũng hôm nay thì cũng dẫn hai cháu đi mua mũ cho cháu để đảm bảo trước hết là an toàn cho con của tôi và thực hiện đúng theo cái quy định của nhà nước. Một điều dễ nhận thấy là thị trường mũ bảo hiểm dành cho trẻ em khá đa dạng, phong phú về chủng loại, màu sắc, kiểu dáng. Điều mà các bậc phụ huynh quan tâm khi lựa chọn mũ bảo hiểm cho trẻ em đó là chất lượng của từng loại sản phẩm, cho dán tem kiểm định chất lượng của ngành chức năng. Theo quy định, lỗi hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi, mức phạt từ 100 đến 200 ngàn đồng. Tại các cửa hàng, điểm kinh doanh trong những ngày này, sức mua mũ bảo hiểm cũng tăng cao hơn so với trước đây. Thời gian gần đây nhất thì nói chung nó có rộ lên một cái là đối với các trẻ em độ 6 tuổi cho đi học á, thì phải đội nón á, bảo hiểm á, thì cái lượng bán nón bảo hiểm trẻ em thì nó tăng được 5-10%, còn các lượng người lớn thì nó cũng bình ổn rồi. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là nếu mà các bố mẹ phụ huynh học sinh mà quan tâm mà thực hiện tốt như thế thì đảm bảo được cái sức khỏe cho con em mình, nhất là tính mạng con em mình. Thứ hai nữa, chấp hành đúng cái nội quy, quy định của nhà trường. Có thể nói việc mở đợt cao điểm xử lý tình trạng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ, tuy muộn nhưng hết sức cần thiết. Theo số liệu thống kê thì trong tổng số 10.000 vụ tai nạn giao thông hàng năm trên cả nước, thì có đến 2.000 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Vì sự an toàn tính mạng cho con em mình, ngay từ lúc này, người lớn, các bậc phụ huynh học sinh cần làm gương, hãy đội mũ bảo hiểm để an toàn cho chính mình và chính con em của mình.